Xin chào các bạn đến với bảng xếp hạng ASEAN Cup ngày 15 tháng 1 năm 2024. Ba trận đấu ngày 14 tháng 1 năm 2024 trong kỳ ASEAN Cup Qatar 2023 đã diễn ra hết sức sôi nổi và kịch tính với kết quả cụ thể như sau. Ở bảng B, mặc dù được đánh giá yếu hơn, nhưng Syria đã thành công cầm hòa được Uzbekistan với tỷ số 0-0 và buộc họ phải chia đều mỗi đội một điểm. Ở bảng D, Việt Nam đã để thua Nhật Bản với tỷ số 2-4, mặc dù thua, nhưng Việt Nam cũng được đánh giá là chơi khá hay trong trận đấu này và kịp làm tung lưới đội tuyển Nhật Bản đến 2 lần. Còn ở bảng C, đội tuyển Hồng Kông cũng để thua trước đội tuyển UAE với tỷ số 1-3. Bảng xếp hạng đã có những thay đổi đáng kể sau ngày thi đấu hôm nay. Ở bảng A, tạm dẫn đầu vẫn là Qatar với trọn vẹn 3 điểm sau khi đánh bại Liban với tỷ số 3-0. Trận hòa 0-0 gây nhiều tranh cãi giữa Trung Quốc và Tajikistan, nên mỗi đội chỉ giành một điểm. Đây được xem là một bước đầu thuận lợi của Tajikistan khi họ được đánh giá yếu hơn Trung Quốc. Liban đang tạm xếp cuối bảng A sau khi để thua trước Qatar. Ở bảng B, sau khi đánh bại đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 2-0, Úc chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 3 điểm. Đội tuyển Uzbekistan và đội tuyển Syria, mỗi đội đều có một điểm. Và cuối bảng B đương nhiên là đội tuyển Ấn Độ do trận thua trước đội tuyển Úc. Ở bảng C, UAE đang tạm dẫn đầu khi có trận ra quân khá thuận lợi trước đội tuyển Hồng Kông. Với chiến thắng 3-1, UAE có 3 điểm. Còn đội tuyển Hồng Kông cũng tạm xếp vị trí cuối bảng C. Trận đấu còn lại của bảng C giữa đội tuyển Iran và đội tuyển Palestine sẽ diễn ra vào ngày mai. Các bạn nhớ đón theo dõi nhé. Ở bảng D, với chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nhật Bản đang tạm ở vị trí dẫn đầu với 3 điểm. Và đội tuyển Việt Nam tạm xếp ở vị trí cuối bảng. Trận đấu giữa Indonesia và Iraq sẽ diễn ra vào ngày mai. Còn bảng E và bảng F, các trận đấu vẫn chưa diễn ra nên không có gì thay đổi. Các bạn nhớ bấm like để ủng hộ kênh và nhớ nhấn theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Ngày mai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, sẽ có 3 trận đấu diễn ra, cụ thể vào 0 giờ 30 phút, rạng sáng ngày mai. Trên sân vận động Education City, đội tuyển Iran sẽ đấu với đội tuyển Palestine. Cũng giống như Nhật Bản hay Hàn Quốc, đội tuyển Iran cũng ở một đẳng cấp khác so với nhiều đội bóng châu Á. Trên bảng xếp hạng FIFA, Iran xếp vị trí 21, còn Palestine xếp vị trí 99, kém Iran 68 bậc. Iran cũng là một trong những ứng cử viên của chức vô địch năm nay. Trong quá khứ họ cũng từng có 3 lần lên ngôi vô địch ở giải đấu này, lần gần nhất lên ngôi đã cách nay tận 48 năm. Thành tích của Iran ở kỳ ASEAN Cup gần nhất là đồng hạng 3 với UAE, còn với Palestine, để thắng được Iran đối với họ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng trong bóng đá, ngoài việc so kè về đẳng cấp, thì may rủi cũng là một yếu tố quan trọng quyết định kết quả cuối cùng. Trận đấu thứ hai, trong khuôn khổ bảng E, đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Bahrain có trận ra quân đầu tiên vào lúc 18h30 phút trên sân vận động Chasim Bin Hamad. Đội tuyển Hàn Quốc được dự đoán giành chiến thắng đậm trước Bahrain tại vòng bảng ASEAN Cup 2023. So sánh về mọi mặt thì Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn. Ở sân chơi lớn nhất châu Á này, ngoài hai lần đầu tiên giành chức vô địch và cách này đã hơn 60 năm, đội tuyển Hàn Quốc vẫn chưa làm được điều đó thêm một lần nào nữa, khi họ luôn bị thua ở trận chung kết và nhiều lần cam chịu ở vị trí Á quân. Nên khát khao chiến thắng của Hàn Quốc là rất lớn. Còn với Bahrain, đội bóng đang xếp thứ 86 trên bảng xếp hạng FIFA, họ có rất ít khả năng để đánh bại đội bóng xứ Kim Chi. Trận đấu thứ 3, trong khuôn khổ bảng D vào lúc 21h30 của Indonesia được đánh giá là sân vận động Ahmed Bin Ali. Đến đây là hết rồi, sẽ chạm trán với đội tuyển Iraq để theo dõi lịch thi đấu và bảng xếp hạng được cập nhật mỗi ngày là yếu nhất bảng. Trong lần chạm trán gần đây nhất với Iraq ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, Indonesia đã để thua với tỷ số 5-1. Còn trận đấu giao hữu với đội tuyển Iran trước thềm ASEAN Cup, Indonesia cũng để thua với tỷ số 5-0.